Hello, xin chào tất cả anh em đến với shop Vũ Tiến nhé. Paint the sky your favorite color. Hôm nay mình quay video clip giới thiệu anh em cái mẫu sản phẩm là lục chim sâu ốc vít này. Đó. Đây. Đây là cái lục bên mình đây, nó hai loại nhá. Một loại là lồng mẫu Sài Gòn này. Có cầu tử sẵn luôn nhá. Cầu tử làm rất là đẹp này. Và có cầu đứng của chim ở trong luôn. Đó. Lồng này thì được đan rất là tỉ mỉ nhá. Đan bằng tay thủ công. Thủ công 100% nhá. Sắc nét đẹp từng chi tiết một. Đó. Đây cuốn đồng này. Các vành lan này đều cuốn đồng hết nha nha, chứ không có hàn hàn như kia. Đó. Cái này lồng đan thủ công. Đó. Có cầu đứng của chim ở trong luôn nhé, có sẵn luôn. Đây cửa đây. Có chốt cài này. Đó, khóa, chốt khóa nhá. Đấy. Rồi mẫu lần lồng này là mẫu lồng bình dân nhá. Lồng này thì hàn này. Anh em mua phụ kiện lồng bẫy này thì bên mình sẽ tặng cho anh em một cái áo lục cũng như một cặp cống nhá. Đấy. Áo với cống kèm theo. Đấy, lồng này thì rẻ hơn cái mẫu lồng này. Đó, mình sẽ tặng cặp cống cho anh em với cả kèm theo cái áo lục nhá. Ngoài ra bên mình cung cấp thêm cả lục chim cu này, lục trò mèo hoặc các phụ kiện bẫy như là lưới tàng hình ban ngày cũng như ban đêm. Đó, rồi cung, mẹt, thòng, keo, rồi loa. Đấy, các loại giò gà, giò cu. Đấy. Anh em cần thì lên kênh mình xem và tham khảo thêm nhé. Đây là những cái mẫu lồng inox. Còn anh em mà mua lồng kẽm thì bên mình cũng bán luôn. Nhưng mà lồng kẽm thì nó tiền nào của lấy. Đấy. Lồng này thì nó xài bền. Còn lồng kẽm thì mình xài thời gian nó sẽ bị oxy hóa nhé. Rất là nhạy này. Đó, cầu tử làm thì bao vip luôn. Hàng thủ công thì lúc nào cũng chất lượng hơn nhé. Rồi mình kết thúc video tại đây. Anh em đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi đừng quên bấm nút chuông ở bên tay phải. Khi mỗi lần mình lên video clip thì nó sẽ thông báo để tiện anh em vô theo dõi. Không cần phải tìm kiếm nhé. Rồi xin chào tất cả anh em nhé.